Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Bữa hôm nay mình đang có mặt tại Okayama này. Chỗ này giờ bọn mình bắt đầu đi vào trong cái thành Okayama nha. Đây là nơi giới thiệu về các loại đá Shigaki Tenji. Các bạn nhìn cái chỗ này là một cái khoảng là sông trống không trống hõm, nhưng mà ngày trước nó còn là mấy cái nhà xây lên rồi á. Ví dụ như cái chỗ này này có một cái khung nhà như thế này á. Cái phòng này là cái phòng nấu trà này, phòng nấu trà. Đây có một cái cửa to vào nữa này. Và bây giờ vào trong cái thành ta đùng kìa, thành chính kìa. Họ xây lại rồi á, những bên là mới như thế này á. Bên ngoài thì vẫn là mấy cái tòa nhà kiến trúc hiện đại. Cây vận tế xịn xò chưa? Cây vận tế ở Việt Nam này các bạn, rất là tốt luôn. Cao. Khoe của nó đây. To khủng khiếp luôn. Nó cái té té này không phải mỗi có một cây xa hay là ở bên dưới nó chung một cái gốc. To kinh dị luôn. Cái này cũng đẹp ha. Đẹp. Các kiểu là đẹp lắm. Ở dưới Morioka của mình á, cũng xung quanh là núi, ở đây cũng vậy, đây ở bên kia cũng có rất là nhiều núi. Mà ở dưới Morioka của mình có cái cây thông á, cây thông gọi là cây Sugi á, dị ứng phấn hoa là do cái cây đó ấy. Mà ở chỗ này cũng núi nhưng mà ở đây nó nóng sao mà không có cây thông nha. Xuống đây là hết tiệt luôn, ở dưới Morioka của mình đang bị dị ứng phấn hoa mà xuống dưới này hết tiệt luôn. Từ lúc xuống Osaka giờ mình chưa nhìn thấy một cây thông nào luôn á, không biết có không nữa. Cái cửa này thì vẫn nhìn thấy được cái tuổi tác của theo năm tháng nhé. Bên trên là bê tông gạch đá họ xây mới hoàn toàn. Cánh cửa ở dưới thì nhìn cũng vẫn còn cũ. Ở nhà thọ xây mấy cái cầu thang lên này này, rồi phía bên này cho người già đi này. Có than lan can bám. Wow, cái to thế. Cả cái thành màu đen xì luôn á, thế nên là người ta gọi nó là thành quạ đen nha. Đang được lên trên tầng cao nhất kìa. Ui, lên đấy Dũng ơi, lên đi. À, có người ở bên trên tầng cao nhất kìa. Đi vô đi. Người ta xếp hàng mua vé rất là dài luôn á. Thôi mình từ bỏ đi đến đây rồi đi về nha. Giờ bọn mình đi ra cái bên kia là Okayama Golakuen nha. Cái nơi kiểu công viên to á. Thuê đạp Việt ở đây là 800 yên một giờ nha. Đó 800 yên một lượt á. Mà còn đạp bao giờ thì đạp 160.000 Việt Nam mình á. Ừ.
Để vào khu vườn này thì các bạn cần phải mua vé nha. Một người 400 yên là khoảng 80.000 đấy. Hiện tại bọn mình bắt đầu đi từ cổng vào trong cái khu vườn Okayama Kodake này nha. Hôm nay thời tiết rất là mát luôn mà lại đúng mùa hoa đào đang nở nữa. Đúng cái đợt đang đẹp nhất luôn á. Các bạn nhìn ở đây có một cái suối này, nước rất là trong luôn á. Khu vườn Okayama Kodake là khu vườn truyền thống được trao 3 sao Michelin, là nơi tản bộ yêu thích của giới quý tộc nha. Từ lâu khu vườn Okayama Kodake đã được xem là một trong 3 khu vườn hàng đầu ở Nhật Bản. Khu vườn này đã được Michelin Green Guide Japan trao tặng danh hiệu 3 sao, đồng thời được công nhận là một di sản lịch sử và văn hóa nha. Theo tiếng Nhật thì Kodake có nghĩa là khu vườn của niềm vui nha. Khu vườn Okayama Kodake là một trong những khu vườn lớn nhất, đẹp nhất Nhật Bản, được xây dựng vào 300 năm trước bởi lãnh chúa Tsunamasa Ikeda tại tỉnh Okayama nha. Khu vườn hội tụ mọi vẻ đẹp thiên nhiên của Nhật Bản trong cả 4 mùa với hoa anh đào vào mùa xuân, hoa diên vĩ, hoa sen vào mùa hè. Mùa thu thì lá đỏ sẽ phủ kín và những cây tuyết tùng vẫn xanh mướt kể cả khi mùa đông về. Bên trong này có con hạc hay sao là các bạn mình cũng không biết nữa. Kem đi. Kem. Đâu? Kem á? Ừ, có ăn kem. Để ở đây với cái nhà mà nói người này vậy. Đấy, giờ mà chuẩn bị bàn cho mấy cái ありがとうございます。お、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 お
Chỗ này cả rừng cây, toàn vạn tuế là vạn tuế, mà rất là to luôn nha các bạn. Nhiều kinh khủng luôn, tuế không.
cây mận tuế nó có ra quả rồi các bạn. Quả nó màu đỏ nha, nhìn rất là giống quả, cũng đúng quả hoàng trên nhìn ra quả cây mận tuế có rồi. Đây nữa, rất là nóng luôn. Bên trái một dãy toàn vạn tuế không, ở trên này thì một dãy hoa anh đào. Ui, đến mùa là đây là tất cả hoa tử đằng luôn này Dũng, hoa tử đằng mà bây giờ nó tầm tháng 8 á, nó rụng xinh đẹp lắm luôn đấy. Wow. Đây có vẻ là cây hoa tử đằng này. Ôi sổ, cây vạn tuế to kinh khủng luôn. Có cái gậy được trống này. Không có gậy để trống thì gãy cẳng. Một cái gốc của nó sẽ có bao nhiêu cành. Gỗ to luôn đó các bạn. Thank you.
này là cái ruộng chè nhỉ? Cây lá chè ấy. Cây chè. Video về thành Okayama và Okayama Kodaken của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Cho mình một like và subscribe kênh YouTube của mình đã nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Video lần sau mình sẽ đến Kobe á. Các bạn nhớ đón xem nha. Bye bye.